Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu kẹo. Đây là kẹo MRB. Đây, chúng ta có rất là nhiều kẹo. Đây là cái vỏ hồi nãy mình mới bóc. Gói này có giá là 12.000. Đây, một đường sô-cô-la, một đường này. Ừ, đây. Chúng ta còn đã ăn à. Vị sô-cô-la. Ngon mắt ta. À, hình như không phải vị sô-cô-la mà vị này là vị cà phê. Đúng rồi, vị cà phê. Vị cà phê nha. Đó, vị cà phê nha các bạn. À các bạn ơi, hôm qua mẹ mình muốn mua cho mình một con dớ đẹp nè này. Ừ, đây là con dớ của bạn Mizi. Mẹ mình muốn cho mình ba. Bây giờ mình sẽ đổi vị trí đi. Đấy. Ok, đấy mình sẽ đổi vị trí như này nhá. Bây giờ rất là ngon. Đấy. Cái tô này thì à các bạn này đi học chưa? Đúng rồi. Cô cho mình nghỉ 3 ngày. Ừ. Đấy. Mình đi học rồi. Nó sẽ không chọn cái tô này chứ thằng trẻ trâu nó mà chọn cái tô này là mình mất 5 xị các bạn ạ. Các bạn ơi. Hiện tại kênh của mình được 8 người đăng ký rồi. Các bạn hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn video nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau tiếp theo của bọn mình. Bye bye.